hoàn 16 bà con đặt lúa qua trường cơn bão Yari vào khu vực anh em cán bộ chiến sĩ 16 của quân thực hiện ý kiến chỉ đạo của đảng cơ quan đi các cấp cán bộ chiến sĩ của hoàn 16 đang thực hiện nhiệm vụ quản lý và quan nhân dân.